hạ tầng cơ sở được đầu tư khang trang, những tuyến đường giao thông được bê tông hóa. Tư duy sản xuất của người dân đã thay đổi từ nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hóa. Nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập cao được hình thành. Tất cả đã tạo nên một nông thôn mới với diện mạo mới, sức sống mới ở xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn. Năm 2011, cùng với các địa phương trong tỉnh, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Với xuất phát điểm thấp, điều kiện sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm cao. Dù bắt tay thực hiện nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, vùng quê này đã từng bước vượt qua những khó khăn để vươn lên bằng sức mạnh đoàn kết toàn dân. Thu nhập là một trong những tiêu chí được xác định là khó thực hiện đối với xã Nhữ Khê trong lộ trình phấn đấu về đích nông thôn mới. Để hướng tới sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho người dân, hướng tới mục tiêu về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình, xã Nhữ Khê đã khuyến khích người dân xây dựng được nhiều mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Xác định chè là cây trồng chủ lực của địa phương, từ nhiều năm nay, đội sản xuất chè ở xã Nhữ Khê đã liên doanh với công ty cổ phần chè Sông Lô, thực hiện chăm sóc hơn 30 hectare chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản phẩm làm ra được doanh nghiệp thu mua toàn bộ với giá bình quân 5.800 đồng 1 kg, cao hơn nhiều so với sản phẩm chè sản xuất theo phương pháp thông thường. Đến nay, đã có hơn 17 hectare sử dụng hệ thống tưới nước tự động, góp phần nâng cao năng suất chè búp tươi mỗi vụ lên ít nhất 15%. Tại thôn 5, có trên 70% hộ làm chè liên kết với công ty cổ phần chè Sông Lô. Để nâng cao năng suất, các hộ liên kết này được công ty đầu tư trồng lại toàn bộ diện tích với những giống chè mới có chất lượng, năng suất đạt từ 20 đến 35 tấn búp tươi 1 hectare một năm. Giá cả thì nói chung là mấy năm nay nó cũng là hợp lý, ổn định. Công nhân nói chung là cũng phấn khởi vì coi như là xí nghiệp đã tạo mọi cái công việc coi như cho người dân và người công nhân để coi như là làm năng suất coi như là chuyển đổi cho người dân mình coi như ấm no. Ở xã Nhữ Khê, nhiều diện tích chè trung du già cỗi cho năng suất thấp đã được thay thế bằng những diện tích chè năng suất chất lượng cao, đảm bảo các tiêu chuẩn nguyên liệu phục vụ chế biến sản phẩm xuất khẩu. Những vườn chè thâm canh đạt năng suất từ 25 đến 30 tấn một hectare như thế này cho thấy hiệu quả của việc liên kết giữa người dân ở Nhữ Khê và doanh nghiệp trong xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, góp phần nâng cao thu nhập của người dân nơi đây. Những cái vườn chè như thế này là cho năng suất có thể là tới 20-25 tấn với một năm của một hecta. Người làm chè bây giờ đã có ô tô, xe con có mà xe tải cũng có. Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đã được cấp ủy chính quyền địa phương xã Nhữ Khê quan tâm tạo điều kiện. Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hồng Ngọc được thành lập, từng bước chuyển dịch mô hình từ dịch vụ nông nghiệp sang thủ công nghiệp. Hiện nay, hợp tác xã này là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả nhất trên địa bàn xã Nhữ Khê. Ngoài việc kết nối người dân trong lĩnh vực nông nghiệp, năm nay, hợp tác xã này đã mạnh dạn chuyển sang một mã ngành mới, đó là may mặc. Được sự hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và vốn đối ứng của mình, hợp tác xã đã xây dựng xong hai khu nhà xưởng với số vốn trên 3 tỷ đồng. Trong tháng 6 tới đây, sẽ hoàn thành lắp đặt hệ thống thiết bị và tuyển lao động để đưa vào hoạt động. Dự kiến bước đầu sẽ tạo việc làm khoảng 200 lao động tại địa phương và các vùng lân cận. Điều đáng nói là hợp tác xã này đã chủ động liên doanh với công ty trách nhiệm hữu hạn MSAIB đóng trên địa bàn tỉnh để nhận các đơn hàng, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tôi mạnh dạn đầu tư vào cái phương châm là may mặc, bởi vì là thực ra tôi đi học hỏi anh em kinh nghiệm ở các công ty lớn rất là nhiều, thì tôi mới dám làm và tôi dám mở mã ngành như vậy. Tôi mong muốn là thứ nhất là phải nói là đầu tiên là phải quy tụ được công nhân mà để cho bà con ở quanh khu vực xã nhà cũng như xã bạn là không phải đi làm ăn xa. Xã Nhữ Khê còn có điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại gia súc. Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi trâu bò Thọ An, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi trâu bò sinh sản và vỗ béo Quang Trung được thành lập đã kết nối các hội viên nuôi trâu bò vỗ béo và trâu bò sinh sản cùng hỗ trợ nhau để thực hiện việc liên kết trong chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm, hướng tới sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới trong cách thức sản xuất chính là tiền đề để xã Nhữ Khê hoàn thành mục tiêu đạt mức thu nhập bình quân đầu người gần 40 triệu đồng một người vào cuối năm 2022. Cùng với việc thực hiện tiêu chí về thu nhập, xã Nhữ Khê còn huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia các hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới.
hoạt động ba cùng của đảng viên, cán bộ trong xã với nhân dân tại các thôn thường xuyên được tổ chức vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Từ việc tham gia cùng bà con làm đường giao thông nông thôn, trồng chăm sóc vườn hoa gắn với vệ sinh môi trường nông thôn, bà con cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn, làm đẹp cảnh quan khu vực nông thôn. Qua đó, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm trong các khu dân cư. Cán bộ xã và tất cả cán bộ và các cấp xuống cùng với bà con nhân dân để thực hiện cái chương trình làm đường mẫu này thì tôi cảm thấy cái ý nghĩa nó rất là thiết thực và cũng bà con nhân dân cũng rất phấn khởi. Ngoài cái việc mà xây dựng các cái cơ sở vật chất rồi phát triển kinh tế của thôn thì còn là cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, chỉnh trang nhà cửa rồi đường xá phong quang xanh sạch đẹp để nhằm mục đích năm 2022 xã chúng tôi sẽ về đích nông thôn mới. Nhà ở dân cư cũng là một trong những tiêu chí khó mà địa phương này xác định cần hoàn thành nếu muốn về đích nông thôn mới đúng hẹn. Năm nay, xã Như Khê đặt mục tiêu xóa 28 nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo. Đến nay, đã tiến hành khởi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng được hơn một nửa số nhà theo kế hoạch. Những ngôi nhà còn lại tiếp tục được khởi công xây dựng và được bàn giao cho các hộ nghèo vào cuối năm nay. Với các hộ nghèo, đây chính là động lực để họ vươn lên, nhanh chóng đẩy lùi những bộn bề khó khăn trong cuộc sống. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành là thêm một gia đình có nơi an cư để lạc nghiệp, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thôn chúng tôi là được hỗ trợ 15 nhà để xây mới, để xóa nhà tạm là rất là phấn khởi và rất là cảm ơn nhà nước và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ. Với nhiều người dân ở đây, việc chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới đã dần trở thành việc làm thường xuyên liên tục. Để hoàn thành các tiêu chí, 15 nhà văn hóa thôn đã được chỉnh trang, xây mới và trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi của bà con nhân dân các dân tộc trong xã. Quá trình xây dựng ở Như Khê đã nhận được sự đồng lòng, nhất trí và tích cực tham gia của người dân, cũng nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp nhân dân mà ở xã Như Khê hiện nay, tỷ lệ đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện đạt gần 80%. Trên 1,2 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được bê tông hóa theo nghị quyết số 55 của Hội đồng nhân dân tỉnh được hoàn thành, giúp bà con đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa được thuận lợi, tạo đà để thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Như Khê thì cũng đã triển khai từ đến tất cả các 15 thôn trên địa bàn xã. Nói chung là từ chi bộ và ban công tác thôn và tất cả bà con nhân dân trong toàn xã nói chung và thôn năm chúng tôi nói riêng rất là phấn khởi và bà con nhân dân rất là đồng tâm hiệp lực hưởng ứng nhiệt tình những cái kế hoạch mà cấp trên đã đề ra. Đến thời điểm này, xã Như Khê đã hoàn thành 12 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực, đồng lòng quyết tâm thực hiện. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự linh hoạt trong triển khai thực hiện các tiêu chí của cấp ủy, chính quyền, thì yếu tố quan trọng nhất giúp địa phương này hoàn thành nhiều tiêu chí khó, đó là sự đồng lòng, chung sức của nhân dân. Nếu như khi bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, với mỗi người dân trong xã chưa hiểu nhiều về nông thôn mới, nhưng giờ đây, với bà con, nông thôn mới chính là sự khởi sắc về diện mạo nông thôn, làm thay đổi cuộc sống của người dân. Ở xã Như Khê hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 3,8%, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 96%, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 63%. Đây là những con số nổi bật của xã Như Khê khi thực hiện nông thôn mới. Tại xã Như Khê hiện nay, chính quyền địa phương đang phối hợp tốt với cơ quan chức năng triển khai thực hiện dự án đóng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, khu xử lý rác thải trên địa bàn. Dự án này được đưa vào sử dụng sẽ góp phần tích cực để xã Như Khê và một số xã lân cận hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thì cái việc đánh giá là cái diện mạo thì của quá trình chuẩn bị về đích nông thôn mới thì chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng và chúng tôi cũng đang cố gắng thực hiện từng bước tất cả các tiêu chí. Và hiện tại một số thôn thực hiện rất tốt và cũng đã hoàn thiện xong các tiêu chí. Diện mạo nông thôn mới ở xã Như Khê này đã khởi sắc hơn bởi những tuyến đường được trải nhựa, bê tông hóa trải dài tới các thôn. Thêm nhiều ngôi nhà khang trang, kiên cố được xây dựng. Những mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với thị trường được hình thành, làm lan tỏa sức sống mới trên vùng quê yên bình. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn cần huy động sức mạnh toàn dân, sự chung sức sáng tạo và
và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị để hoàn thành những tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Dù hành trình xây dựng nông thôn mới ở phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần vượt khó cùng những bước đi vững chắc, xã Như Khê, huyện Yên Sơn quyết tâm để về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng một nông thôn mới với sức sống mới, diện mạo mới và tự tin trên chặng đường phát triển.